Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái cách ươm bông trang, ươm cây giống bông trang. Thì ươm cây giống bông trang này nó rất là đơn giản các bạn. Trước tiên là mình phải chọn cái bọc để mình ươm, mà cả vậy sau đó mình mới dùng co trấu mình vô khoảng chừng nửa bọc như thế này, nửa bọc thôi. Còn đỡ bọc trên này, phần còn lại á thì các bạn sẽ quậy sình non mình á, các bạn đổ cho đầy, các bạn đổ cho đầy. Đấy, giờ trước tiên là mình vào cho đi, vào cho cái bọc nhỏ để mình chuẩn bị ươm. Nó là nửa bọc thôi nha các bạn, nửa bọc trên. Vô nửa bầu tro thế này rồi, mình sẽ quậy đất sình, mình đổ lên 5 cái màu, khẩu khoảng nửa màu nữa đó, đổ đất sình vô bầu. Cái này mình đã làm rồi các bạn, mình đã đổ đất sình vô trong cái bầu tro này rồi, mình cho các bạn coi. Mình quậy đất sình, mình đổ vô thêm nửa bầu nữa. Cái này là mình chưa đổ sình, mình chỉ đổ qua phần nửa này thôi. Bây giờ mình sẽ đi tìm cái phôi để mình ươm vô bông trang. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách. Dâm trái bông trang mà mình dâm mặt cái đọt trang nè, mình anh coi các bạn thấy không, cái đọt trang nè, cái mình cắt ở đây. Đó, cắt ở đây, cắt ở đây. Và tương tự như vậy các bạn cứ cắt thật nhiều cái đọt như thế. Trước da của cái cành trang vậy thì nó nhanh nhất. Và sau khi mình cắt cái đọt trang để mình dâm là xong rồi các bạn. Vậy đây, rồi bây giờ mình chỉ cần, nó có hai cách. Một là các bạn mua loại thuốc kích rễ, các bạn ngâm cũng được, còn không thì các bạn cứ dâm như vậy cũng được, nó cũng vẫn thành công bình thường. Thì các bạn sẽ ghim vào cái chậu mà mình nãy giờ mình chuẩn bị rồi đó. Ví dụ như các bạn dâm về thì nó gọi là trang một cốt. Rồi các bạn nếu mà dâm thêm một đoạn đó là trang, gọi là trang hai cốt. Và dâm thêm đoạn là trang ba cốt. Và thường thường là người ta dâm trang bốn cốt, là một bốn cái bông trang vào một cái này, người ta gọi là trang bốn cốt. Đấy. Thì nữa sau cái mũi trang mình sẽ lớn lên, sẽ to ra. Đó, và tương tự thì như thế thì các bạn sẽ dâm y như vậy, y như mình hướng dẫn. Để mình cho các bạn xem là cái hôm rồi mình có dâm á, thì ngày hôm nay nó đã thành công rồi các bạn. Đây là những cái bột trang mà mình đã dầm, nó thành công, nó ra rễ nè các bạn, ra rễ cứng rắn nè. Đấy, rễ cứng rắn này, đó. Những bột trang nó đã ra rễ rồi. Đây ra rễ nè. Đấy. Đấy.
không? Cái hướng dẫn gieo trang của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Chúc các bạn thành công.